về kích thước. Chiều bề bề dài nhất là 20. 20, bao quanh 20. 20 20 20. Chiều cao là bác đo đấy, chiều 20 chuẩn 20. Bác cho trong lọt lòng, lọt lòng là 12 22, lọt lòng đều đều với nhau rất chuẩn, đúng làm theo công thức rồi. Thước đo chiều cao, đo chiều cao 7 rồi đấy. Sản phẩm mẫu, sản phẩm làm thử.